Nơi tôi đang đứng thì không phải là một con đường hay là một cánh đồng nào cả, mà là lòng của một con sông. Và mới chỉ vào những tháng đầu của mùa hạn thôi mà lòng sông thì đã cạn trơ cả đáy như thế này rồi. Nguồn nước ít ỏi còn lại lại là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận. Dẫu biết rằng thì nguồn nước ở đây thì cũng chẳng thể đảm bảo vệ sinh đâu, nhưng người dân thì không còn cách nào khác để mà sử dụng, đành phải là lắng lọc qua những chiếc giếng như thế này. Giếng ở xa nên ngày nào Kiều cũng đẩy xe đi lấy nước về dùng, cực chẳng đã. Nước này mình dùng để sinh hoạt, nó cơ ngoài nước này bọn em chẳng có nước khác nữa. Mùa mưa thì có nước, còn mùa khô cũng nước có nước dơ, nước giếng đa trong cái sông gì thì cũng dơ. Nguồn nước sinh hoạt duy nhất cũng lại là nơi để trẻ nhỏ vui chơi, chăn thả gia súc. Bởi vậy có những thời điểm nước ô nhiễm đến mức độ vi sinh tăng gấp 10 lần cho phép. Năm nào cũng có thiếu, cũng khô hết. Cũng là làm bằng làm dương á, để nó ăn nó sạch sẽ hơn. Còn riêng ăn thế này thì nó dơ. Mong mỏi của địa phương là sớm nhà nước có xây cái hệ thống nhà máy nước ở thôn Tà Nôi này để phục vụ cho đảm bảo vệ sinh cho bà con ở thôn Tà Nôi. Không chỉ riêng thôn Tà Nôi, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn nhiều vùng thiếu nước sạch. Bà con cũng đang hàng ngày mong mỏi nguồn nước được dẫn về. Nhân dân Ninh Thuận thì 3/4 là sống ở địa bàn miền núi vùng cao. Các cái điểm dân cư thì phân tán nhỏ lẻ, cho nên là các cái hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thì chỉ đáp ứng được ở những khu vực mà có mật độ dân cư nhiều. Vì thế cho nên là một số nơi vẫn còn nhỏ lẻ thì bà con nhân dân là vẫn thiếu các cái công trình nước sinh hoạt nông thôn. Cho nên là tỉnh cũng đang tiếp tục đề nghị các cái cơ quan trung ương, bộ ngành trung ương, rồi kể cả là tỉnh cũng đang tiếp tục cân đối được cái nguồn lực của tỉnh để bổ sung đầu tư mở rộng, nâng cấp cho những công trình thiếu và những công trình mà đã xuống cấp. Đám trẻ nhỏ này thì vẫn vô tư chơi đùa bên dòng nước mà gia đình chúng đang sử dụng hàng ngày để ăn uống, sinh hoạt. Còn những người già thì canh cánh nỗi lo, mùa hạn này chẳng biết nước có còn đủ cho tất cả mọi người.